Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah, cảm ơn Chúa vì chúng ta được thờ phượng Chúa, chúng ta được ca ngợi Chúa. Với Việt Nam của chúng ta thì những ngày này là chúng ta được nghỉ lễ, và có một số gia đình đã xin phép được trở về quê vì kỳ nghỉ lễ của chúng ta cũng khá dài. Ở Việt Nam thì dường như là một năm có rất là nhiều lễ, cho nên là được có cơ hội về quê nhiều. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi khích lệ với những con dân của Chúa đang ở tại Sài Gòn và cùng thờ phượng Chúa trong sáng nay với Hội Thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự động chạm của lời của Chúa đến với chúng ta. Khi được nghe những lời làm chứng thật từ anh em mình, khi mình hát những bài ca thánh ca để ca ngợi Chúa, mình được khích lệ rất là nhiều về Đức Chúa Trời mà mình đang thờ phượng. Và đối với cá nhân của tôi cũng như với dân sự của Chúa thì chúng ta cũng cần có những cái lời khích lệ khi mà chúng ta bước đi với Chúa. Sẽ không đủ để chúng ta mỗi ngày không có lời của Chúa, vì lời của Chúa có một lẽ thật để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Và khi mà chúng ta yếu sức thì lời Chúa để khích lệ cho chúng ta. Và hãy trân quý khi chúng ta được lắng nghe lời của Ngài. Và đơn khi chúng ta thờ phượng Chúa thì nếu có thể được chúng ta sẽ ốp điện thoại, hoặc là nếu mà có thể được thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ rung để chúng ta có lời Chúa để khích lệ cho chúng ta trong thời giờ này. Trước khi bắt đầu lời Chúa, trân trọng kính mời Hội Thánh chịu khó đứng lên một lần nữa. Chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau ở trong sách Giô-suê đoạn 3 từ câu 1 tới câu số 17. Chúng ta sẽ có lời của Chúa trong sáng nay với chủ đề là vượt qua sông Giô-đanh. Tôi sẽ cùng với Hội Thánh Chúa đọc chung với nhau một cách chậm rãi trong 17 câu kinh thánh này. Nó hơi dài nhưng mà chúng ta cố gắng đọc để khích lệ mọi người. Chúng ta sẽ cùng đọc chung bản kinh thánh hiệu đính trên màn hình của tôi. Chúng ta cùng khởi sự đọc chung. Từ Si-tim, Giô-suê dậy sớm đi cùng dân Israel đến sông Giô-đanh và họ ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. Sau 3 ngày, những người lãnh đạo đi khắp trại quân truyền lệnh cho dân chúng rằng: khi anh em thấy hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, anh em được các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi khiêng đi, thì anh em phải rời chỗ mình ở mà đi theo sau nó. Tuy nhiên, giữa anh em và hòm giao ước phải cách nhau một khoảng 900 mét, chưa đến gần để anh em có thể biết đường mình đi, vì anh em chưa đi đường ấy bao giờ. Giô-suê nói với dân chúng: hãy thánh hóa chính mình, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em. Giô-suê nói với các thầy tế lễ: hãy khiêng hòm giao ước đi qua sông trước dân chúng. Vậy họ khiêng hòm giao ước và đi trước phía dân chúng. Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: hôm nay ta sẽ bắt đầu làm cho con được tôn trọng trước mặt toàn dân Israel, để họ biết rằng ta sẽ ở cùng con như ta đã cùng Môi-se vậy. Cô phải truyền lệnh cho các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước rằng: khi nào anh em đến mé sông Giô-đanh thì hãy đứng dưới sông. Giô-suê nói với dân Israel: hãy lại gần nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em. Và ông nói: bởi điều này anh em sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa anh em. Ngài hẳn sẽ đuổi dân đi Canaan, dân Hê-tít, dân Hê-phít, dân Phê-rê-xít, dân Gê-gê-ga-xít, dân Amô-rít và dân Giê-bu-xít khỏi mắt anh em. Này, hòm giao ước của Chúa cả thế gian đi trước anh em vượt qua sông Giô-đanh, phải hãy chọn 12 người trong các bộ tộc Israel, mỗi bộ tộc một người. Khi các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va là Chúa của cả thế gian vừa đặt chân xuống nước sông Giô-đanh thì nước sông ngừng chảy, và nước từ thượng nguồn chảy xuống sẽ dồn lại thành một khối. Khi dân chúng nhổ trại để vượt qua sông Giô-đanh thì các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đi trước mặt dân chúng. Lúc ấy nước sông Giô-đanh dâng lên tràn bờ trong suốt mùa gặt. Khi các người khiêng hòm giao ước đến sông Giô-đanh và khi chân của các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước vừa chạm xuống nước thì nước từ thượng nguồn chảy xuống dừng lại, dồn thành một khối cách một khoảng đến thành Adam, là thành ở cạnh Sát-than. Còn nước chảy về biển Araba, tức biển chết, thì hoàn toàn bị chặn lại và dân chúng vượt qua sông đối diện Jericho. Những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đứng tại trên đất khô giữa sông Giô-đanh, trong khi toàn dân Israel đi qua trên đất khô cho đến khi tất cả dân chúng đã đi qua sông Giô-đanh. Trân trọng kính mời Hội Thánh đang lại. Cảm ơn Chúa, như phương đại chúng ta vừa đọc, đó là câu chuyện về vượt qua sông Giô-đanh. Nếu mà ai đó đã đọc kinh thánh á, trong những sách ngũ kinh, năm sách ngũ kinh thì chúng ta biết đó là Đức Chúa Trời đã dấy lên một người lãnh đạo tên là Môi-se, và Chúa dùng Môi-se để đem dân sự của Chúa từ chỗ nô lệ Ai Cập và bắt đầu Chúa đem họ đến một vùng
đất mới, đó là xứ Canaan. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng cái đất Canaan là đất đượm sữa và mật, và tại đó có rất là nhiều sắc dân họ đang ở tại nơi đó, họ đang cư ngụ tại nơi đó. Và ở tại đó thì những sắc dân này thờ thần tượng, họ có những cái gọi là những cái phương cách thờ thần của họ. Và đối với Chúa thì những sắc dân này là những sắc dân mà gọi là Chúa chống nghịch với Chúa. Và chính vì lẽ đó Đức Chúa Trời Ngài hứa với Abraham từ tổ phụ để Ngài ban cái vùng đất này cho họ. Và theo thời gian, theo dòng lịch sử thì cho đến thời điểm Chúa đã dấy lên một lãnh đạo tên là Môi-se. Và Chúa dùng lãnh đạo này để đưa dẫn con dân của Chúa từ chỗ nô lệ để chiếm lấy cái vùng đất Canaan này. Nhưng có một cái việc đặc biệt đó là trước khi bước vào vùng đất hứa này thì họ phải giải quyết nhiều vấn đề. Thứ nhất đó là Môi-se đã qua đời. Và khi ông qua đời như vậy thì tất cả những cái thế hệ kế tiếp và thậm chí là cái người lãnh đạo kế tiếp được kế thừa là Giô-sê nối gót của Môi-se. Và bây giờ trách nhiệm được đặt trên vai của Giô-sê để ông lãnh đạo dân sự của Chúa. Nhưng chúng ta đã biết bắt đầu tiến vào Jericho, bắt đầu tiến vào Canaan thì cái bài toán đầu tiên mà họ cần phải được giải đó là gì? Đó là họ phải làm sao để vượt qua sông Giô-đan. Cái sông Giô-đan nó giống như là một cái border, một cái biên giới, là một cái ranh giới để họ chuẩn bị bước vào xứ hứa. Và cái trọng trách đầu tiên của Giô-sê để lãnh đạo dân sự của Chúa đó là đem họ bước vào xứ hứa. Trong khi một cái câu chuyện ghi lại cho chúng ta trong những trang trước về một cái người lãnh đạo vĩ đại tên là Môi-se, ông có rất là nhiều ơn của Chúa và Chúa sức giàu cho ông. Dường như không có một ai có thể thay thế được cái hình ảnh của một người lãnh đạo tài năng, đầy quyền uy, đầy thẩm quyền từ Chúa ban cho, đó là Môi-se. Cho nên chính vì đó ở trong hàng ngũ này, ở trong dân sự của Chúa cũng sẽ có những người phục Giô-sê về cách lãnh đạo của ông, nhưng chắc chắn cũng đã có những người âm thầm không phục về những cách lãnh đạo của Giô-sê. Nhưng mà bây giờ cái điều đầu tiên Kinh Thánh lại cho chúng ta đó là bây giờ họ phải làm sao để vượt qua sông Giô-đan và để tiến vào xứ hứa. Bài toán đầu tiên Giô-sê cùng dân sự của Chúa phải giải đó là vượt qua sông Giô-đan. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước. Kinh Thánh lại cho chúng ta biết rằng để bước qua sông Giô-đan thì có nhiều điều để dân sự cần phải tính toán. Nhưng mà đầu tiên ở trong đoạn 3 này thì ghi lại cho chúng ta thế nào ạ? Từ sư tim Giô-sê dậy sớm đi cùng dân Israel đến sông Giô-đan và họ ngủ đêm tại đó trước khi qua sông Giô-đan. Sau 3 ngày những người lãnh đạo đi khắp trại quân truyền lệnh cho dân chúng rằng khi anh em thấy hàm dưới của Giê-hô-va Đức Trời, anh em được các thầy tế lễ thuộc lòng Lê-vi kiêng thì anh em phải rời khỏi chỗ ở mình ở và đi theo sau nó. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng tuy nhiên giữa anh em và hàm dưới phải cách nhau một khoảng 900 mét cho đến gần để anh em có thể biết đường mình đi vì anh em chưa đi đường ấy bao giờ. Có một cái nguyên tắc mà chúng ta đọc ở đây đó là hôm giao ước phải đi trước theo thời kỳ mà Môi-se và thậm chí Giô-sê lãnh đạo. Đó là hôm giao ước phải được đi trước, bất kỳ đi đến đâu thì hôm giao ước phải được đi trước. Nhưng cách đó chúng ta biết rằng cái việc mà có một nguyên tắc tuân thủ đó là hôm giao ước đi trước thì họ phải đi cách khoảng 900 mét như vậy. Vì thứ nhất là hôm giao ước đi dọn đường, thứ hai là vì sự thánh khiết của cái hôm giao ước đó cho nên dân sự không được đến gần với hôm giao ước. Nhưng mà bây giờ để làm sao để vượt qua sông Giô-đan này. Điều đầu tiên tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa đó là hãy thánh hóa chính mình vì ngày mai Chúa sẽ làm điều kỳ diệu. Trong câu 5 Kinh Thánh ghi lại thế này, đó là Giô-sê nói với dân chúng rằng hãy thánh hóa chính mình vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em. Ngày mai Chúa sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em. Nhưng điều đầu tiên đó là gì? Đó là phải thánh hóa chính mình. Cái câu hỏi được đặt ra cho chúng ta, lý do tại sao mà Giô-sê nói với dân sự của Chúa một điều, đó là phải thánh hóa chính mình, vì ngày mai Chúa bắt đầu làm một điều kỳ diệu. Mà ông không nói với dân sự của Chúa là phải chuẩn bị cái điều này, phải chuẩn bị điều kia, phải chuẩn bị điều đó, để rồi bước qua sông Giô-đan. Nhưng mà ông muốn nói với dân sự và chuyển thông điệp của dân sự của Chúa một điều đó là gì? Chuẩn bị bước qua sông Giô-đan, thì dân sự của Chúa và chính ta và tất cả những người ở dưới ta đều phải chuẩn bị thánh hóa chính mình. Điều cốt lõi để chúng ta hiểu rõ lẽ thật này đó là và bước vào một xứ hứa thì họ phải cần được thánh hóa. Có thể là họ phải trang bị rất là nhiều điều, nhưng mà điều cốt lõi ở trong phương lệnh kinh thánh này đó là cần phải được thánh hóa. Tại sao phải được thánh hóa khi bước chân qua sông Giô-đan? Khi tôi tra xét kinh thánh và tôi tìm hiểu á thì những cái giống dân mà hồi nãy chúng ta đọc á đó là những sắc dân như thế này.
đó là những người ở trong vùng Canaan này, như dân Hethit, dân Hevit, dân Pherisit, dân Gigegasit, dân Amorit, dân Jebusit, là những giống dân họ chống nghịch với Chúa, những giống dân thờ hình tượng, những giống dân ở trong cái vùng đất trù phú đầy sữa và mật. Thế nhưng họ lại là dân sắc dân mà chống nghịch với Đức Chúa Trời. Chính vì lẽ đó, để bước chân vào cái xứ hứa đó, đặt chân vào xứ đó, điều đầu tiên Giô-suê cùng dân sự của Chúa phải làm một việc, đó là gì? Cần phải được thánh hóa. Cái sự khác biệt ở đây với dân sự của những cái người dân sự của Chúa đối với những sắc dân này, đó là họ phải thánh hóa. Họ không thể nào đồng thỏa hiệp với những cách mà trước đây những người khác đã làm. Chúng ta thấy sự khác biệt không? Thay vì có những nguyên tắc để Giô-suê dạy dân sự của Chúa, đó là chuẩn bị bước vào xứ hứa, và thậm chí bây giờ chúng ta vượt qua sông Giô-đanh á, thì chúng ta phải cần chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị nào là xuồng ghe, nào là những vũ khí, nào là chuẩn bị tất cả mọi thứ, thậm chí lương thực để chuẩn bị bước vào xứ hứa. Nhưng mà không, điều mà Giô-suê dẫn dân sự của Chúa đó là hãy thánh hóa chính mình, vì ngày mai chúng ta sẽ nhận thấy một điều kỳ diệu, một điều vĩ đại mà Đức Chúa Trời ngài làm. Yếu tố then chốt mà chúng ta muốn nhận được sự vĩ đại, sự kỳ diệu, đầu tiên đó là chúng ta cần phải thánh hóa chính mình. Để nhận được những điều siêu nhiên và vĩ đại, chúng ta cần phải thánh hóa chính mình. Sự khác biệt của một cơ đốc nhân ngày hôm nay ở trong thế giới tối tăm này, đó là thánh hóa chính mình. Và làm sao để thánh hóa chính mình? Chúng ta cần có lời của Chúa để thanh tẩy chúng ta mỗi ngày. Lời của Chúa sẽ gọt rửa chúng ta mỗi ngày. Lời của Chúa sẽ làm cho chúng ta mỗi ngày mới hơn và lớn hơn mỗi ngày. Và có người thì cần hơi thở để thở mỗi ngày, cần thức ăn để ăn mỗi ngày, thì cơ đốc nhân ngoài việc cầu nguyện thì cũng cần có lời Chúa để dạy chúng ta mỗi ngày. Trong Giô-suê đoạn 1 câu 8 ghi thế này: quyển sách luật pháp chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, và cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở bên trong, vì như vậy ngươi mới được thành công và mới được phước. Tôi đọc bản kinh thánh mới, không đọc cái bản kinh cũ, đó là vì như vậy ngươi mới được may mắn. Không có may mắn, nhưng mà phải thành công. Tại sao? Mình làm theo Chúa, mình suy gẫm lời về Chúa, làm theo lời Chúa thì mình phải thành công. Mình không có may mắn. May mắn có là hên xui, nhưng mà mình thành công. Đọc, học, suy gẫm lời Chúa thì mới đọc kinh thánh. Đọc kinh thánh giống như là mình nạp một cái lượng kiến thức vào tâm trí mình. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó thì lời đó được in trí trong chúng ta. Ai đã từng biết sử dụng máy tính không à? Đó là nếu chúng ta xem một tư liệu nào đó, chúng ta xem một cái thước phim nào đó, hoặc một thông tin nào đó, chúng ta seal vào ổ cứng của máy. Để làm gì? Để giữ nó tại đó. Và một thời điểm nào đó nếu chúng ta cần, thì chúng ta sẽ mở cái gọi là bộ nhớ của nó trong máy ra, để chúng ta lấy dữ liệu đó ra và chúng ta sẽ sử dụng nó. Thì cái đời sống của nhân dân chúng ta ngày hôm nay cũng vậy đó. Đó là gì? Chúng ta cần phải đọc lời Chúa. Tôi chưa nói tới việc suy gẫm nha. Tôi đang nói đọc lời Chúa để chi? Nạp dữ liệu đó, nạp kiến thức đó, nạp những lời Chúa đó vào lòng của chúng ta trước. Và đến thời điểm Chúa sẽ dùng lời đó nhắc chúng ta. Chúa sẽ dùng một vài câu chuyện trong Kinh Thánh để nhắc chúng ta, để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Có một điều quan trọng cho đời sống của đức nhân ngày hôm nay là tại sao họ không sống thánh khiết được. Đơn giản nhất đó là họ không dùng lời Chúa để thanh tẩy họ mọi ngày. Cho nên cái điều cốt lõi mà Giô-suê nói với dân sự Chúa trong phương đoạn Kinh Thánh này, đó là gì? Đó là bắt đầu từ ngày hôm nay, khi đặt chân xuống nước và qua khỏi sông Giô-đanh này, muốn làm được điều đó thì đầu tiên tất cả mọi người đều phải được thánh hóa, mới nhìn thấy được sự vĩ đại kỳ diệu của Chúa cho ngày mai. Còn nếu không có sự chuẩn bị việc thánh hóa thì đừng bao giờ mơ ngày mai mình sẽ thấy sự vĩ đại. Tại sao có rất là nhiều người mình nghe và mình thấy cuộc đời họ đầy phước hạnh,
Tất cả đều có lời giải. Khi mà họ đã chuẩn bị tấm lòng của mình và hy sinh cuộc đời mình để làm mình nên thánh, và mình nhận được phước hạnh. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta hai câu chuyện. Thứ nhất, đó là câu chuyện của A-can. Sau đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 thì chúng ta đọc về câu chuyện của A-can. Đó là gì? Họ đã từng chiếm lấy thành Jericho một cách vĩ đại, nhưng mà tới một cái thành gọi là thành Ai thôi. Một cái thành rất là nhỏ bé thôi. Nhưng mà Chúa nói là bây giờ dân sự của Chúa khi mà đến thành Ai á thì làm gì? Đó là chuẩn bị tiến thành Ai á, thì tại Jericho á là tất cả những cái gì chiến lợi phẩm á đều sao à? Đều không được giữ lại. Nhưng mà A-can đã giữ lại một cái vật đáng gì. Và chúng ta biết rằng tại Ai dân sự bị thất bại hoàn toàn. Lý do tại sao mà chúng ta cần phải được thánh để bước vào xứ hứa. Và có nghĩa là nếu chúng ta không chuẩn bị tấm lòng mình thánh hóa và cuộc đời mình thánh hóa, thì tôi xin thưa rằng chúng ta bước vào xứ hứa, chúng ta sẽ bị hủy diệt. Thứ nhất, chúng ta cần phải được thánh hóa vì chúng ta không đồng hóa với những sắc dân ở tại vùng đất mà Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta. Chúng ta cần phải được thánh hóa vì nếu chúng ta không thánh hóa thì chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt như họ. Thứ ba, đó là gì? Nếu chúng ta không được thánh hóa thì khi chúng ta nhận được cái cơ nghiệp đó thì con cháu chúng ta sẽ không được hưởng những cái cơ nghiệp mà tổ phụ đã ban phước cho, được Đức Chúa Trời ban phước cho. Cho nên lý do đơn giản nhất là chính chúng ta hãy nhìn xa cho thế hệ kế tiếp của chúng ta. Không phải là chúng ta nhìn cho chúng ta không thôi, nhưng mà chúng ta hãy nhìn cho con cái chúng ta, nhìn cho hậu tự của chúng ta. Để chi? Để chúng ta nhìn thấy những cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban phước cho. Tôi thường kể câu chuyện về một ngày kia tôi về quê ở tại miền Trung, và tại nơi đó tôi nhìn thấy cái gia phả. Và tôi nhìn thấy một điều đặc biệt là tại sao điều này nó quá đúng khi một thế hệ tổ phụ họ có 2-3 đời vợ thì y như rằng con cái của họ cũng sẽ có 2-3 đời vợ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi tôi xem cái gia phả của gia đình tôi xem từ ông nội tôi xem tới ba tôi xem tới tôi thì chỉ có một đời vợ. Và điều đó để cho chúng ta nhắc nhở một điều đó là gì? Đó là ngày hôm nay khi mà chúng ta ở trong lời của Chúa thì chúng ta muốn đến vùng đất xứ đậm sữa và mật á, thì chúng ta cần phải được thánh hóa chính mình. Và nếu chúng ta không được thánh hóa thì mình vào đó là mình chết. Vậy nhớ điều này nha. Trước khi bước vào xứ hứa có hai lý do. Một là nếu chúng ta không thánh hóa chính mình thì chúng ta bước vào đó chúng ta sẽ chết. Hai là nếu chúng ta không thánh hóa chính mình thì mãi mãi chúng ta sẽ không bước vào xứ hứa được. Tại sao? Tại vì mình chưa chuẩn bị. Và Giô-suê chuyển thông điệp này với dân sự của Chúa, đó là các ngươi phải chuẩn bị, hãy thánh hóa chính mình vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em. Hay nói là ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lớn cho anh em. Ngày hôm nay phải thánh hóa chính mình. Việc không thánh hóa chính mình nó giống như một cái ngăn cản, một cái rào cản phước hạnh đến với chúng ta. Tôi không nói về điều gì cao trọng lắm hoặc là cao siêu lắm, nhưng mà đây là lời của Chúa. Rất là nhiều người muốn được phước, nhưng mà việc thánh hóa chính mình họ không coi trọng, họ không trân quý những gì mà Đức Chúa ban cho, cho nên họ không nhận được, đáng nhận được những cái phước hạnh Chúa ban cho. Và ngày mai là ngày mà Đức Chúa Trời sẽ làm việc lớn. Và quay qua người bên phải, quay qua người bên trái và nói rằng hãy thánh hóa chính mình. Amen. Hãy thánh hóa chính mình. Có hai thông điệp sáng nay là thông điệp rất là nặng ký, rất là nặng ký, nhưng mà hãy thánh hóa chính mình. Vì nếu chúng ta muốn bước vào sứ hứa thì chúng ta phải làm để chúng ta được phước. Còn nếu mà chúng ta vẫn giữ khăng khăng tôi như vậy thì chắc chắn mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ bước vào sự hứa. Điều thứ hai, tôi muốn gửi hội thánh của Chúa. Đó là hôm nay con được tôn trọng. Giô-suê đoạn 3 câu 6 câu 7 ghi thế này.
Giô-suê nói với các thầy tế lễ, hãy khiêng hòm giao ước đi qua sông trước dân chúng. Vậy họ khiêng hòm giao ước và đi phía trước dân chúng. Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê thế này: hôm nay ta sẽ bắt đầu làm cho con được tôn trọng trước mặt toàn dân Israel, để họ biết rằng ta sẽ ở cùng con như ta đã ở cùng Môi-se vậy. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn gửi đến dân sự của Chúa, đó là thông điệp mà Đức Chúa Trời nói với Giô-suê, đó là hôm nay con sẽ được tôn trọng. Và tôi muốn chuyển thông điệp này nói với dân sự của Chúa, đó là hôm nay con sẽ được tôn trọng. Chúng ta sẽ nói với chính chúng ta là hôm nay con sẽ được tôn trọng. Hãy nói lớn tiếng, hôm nay con sẽ được tôn trọng. Sự khác biệt của lời Chúa ở trong phương đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy thế nào à? Thứ nhất, với nhiều học thuyết và với nhiều diễn giả và theo quan điểm con người, để được người ta tôn trọng á, thì chúng ta cần phải có cái gì? Học thức. Quy học cao lên tiến sĩ là được người ta tôn trọng, có đúng không ạ? Điều thứ hai là muốn được người ta tôn trọng á, thì mình phải có địa vị gì ở trong trần gian này? Làm tướng, làm chủ tịch của ủy ban nhân dân quận, tổng bí thư hay là thủ tướng hay là gì đó, thì mình sẽ được người ta tôn trọng. Hoặc là nếu chúng ta là giàu có, giàu người ta cũng tôn trọng, có đúng không ạ? Mình có giàu có là tự nhiên người ta tôn trọng à. Rồi hơn nữa là gì biết không? Có tài năng là người ta tôn trọng. Đó là cách lẽ thường người trong thế gian họ phân tích như vậy. Và người ta dạy về mỗi cách để cho người khác nhìn mình một cách tôn trọng. Nhưng buổi sáng nay tôi muốn chuyển một cái thông điệp lớn hơn cho công dân của Chúa. Đó là hôm nay và ngay ngày hôm nay, ngay từ giờ phút này, lời Chúa giống như một lời tiên tri đến với dân sự của Chúa, nói với Môi-se và nói với Giô-suê như thế nào, thì ngày hôm nay Chúa cũng sẽ nói với chúng ta. Hôm nay Chúa sẽ cho người ta nhìn chúng ta và tôn trọng chúng ta. Amen. Có thể khi mà Môi-se chuẩn bị qua đời, ông trao cái sự ủy thác đó cho Giô-suê. Và bao nhiêu trách nhiệm bây giờ đổ dồn trên Giô-suê. Và như tôi đã nói á, là sẽ có nhiều người họ phục Giô-suê. Nhưng sẽ có nhiều người nói là, ôi, cái người trai trẻ này không thể nào lãnh đạo được. Vì cái bóng của Môi-se nó quá lớn. Cho nên là Giô-suê không thể nào mà lãnh đạo dân sự này được. Cỡ như Môi-se mà cũng đã từng bị gọi là những thế lực cù địch lật đổ, có đúng không ạ? Giô-suê là gì? Và dường như có nhiều khi cái lòng của Giô-suê đã từng cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con phải làm như thế nào đối với những người dân của Chúa đây? Nhiều đêm có thể ông cầu nguyện với Chúa và ông nói rằng: Chúa ơi, con làm sao để có thể dẫn dắt dân sự của Chúa, những cái con người này, họ là những con người mà đầy tài năng, họ có những sự khôn ngoan, họ có những địa vị, họ có những khả năng, và con không thể hơn được họ, nhưng mà Chúa chọn con rồi, thì bây giờ làm sao để con lãnh đạo họ đây? Ông nói chuyện với Chúa. Ông nói với Chúa rằng con không thể nào làm được. Và ông trình bày những duyên cớ khi mà ông có thể nói chuyện với Chúa là: Chúa ơi, làm sao đây con làm được? Nhưng mà lời Chúa ngay giây phút này, và đến thời điểm chuẩn bị bước qua sông Giô-đanh, thì lời Chúa đến với ông ngay thời điểm đó là: ngày hôm nay ta sẽ cho con được tôn trọng trước mặt dân sự của ta. Ngày hôm nay ta sẽ cho con được tôn trọng trước mặt dân sự của ta, vì cớ con là người được chọn. Amen. Khi ông nhận lãnh điều đó, ông thả lòng. Và ông thấy rằng Đức Chúa Trời đang có một cái cách tốt nhất để lãnh đạo, Chúa dẫn dắt cuộc đời của ông, và ông Chúa chọn ông. Tôi cảm ơn Chúa vì lời của Chúa trong cái câu chuyện này. Nếu có cơ hội chúng ta nhìn lại về cuộc đời của mình trước khi tin Chúa và sau khi tin Chúa. Có người tin Chúa một vài tháng cũng có. Có người tin Chúa một vài năm cũng có. Có người tin Chúa một vài chục năm cũng có. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng phải ngày mà chúng ta tin Chúa, chính chúng ta
và thế hệ của chúng ta được biến đổi và người ta nhìn chúng ta một cách tôn trọng. Trước đây những ngày mà tôi mới biết Chúa, tôi cũng có những người bà con, họ làm những vụ chức vụ cao. Rồi những người bà con tôi, những người lớn á, họ đưa con cháu vào những cái công ty, những cái cơ quan nhà nước làm vị trí cao để có mức lương cao và được hưởng chế độ. Và tôi chạnh lòng vì tại sao gia đình tôi không được những cái điều đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi tôi nhìn lại, sau bao nhiêu năm tôi bước đi với Chúa, Đức Chúa Trời ngày nâng chúng tôi lên. Và chính những người bà con của mình nhìn mình một điều và họ thừa nhận rằng phải, trong chúng ta có Đức Chúa Trời. Lời Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu số 4 như thế này: phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Khi mà quý vị kính sợ Chúa, quý vị khiêm nhường ở trong Chúa, đặt mình ở dưới tay của Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ cho quý vị được cất nhắc lên và người ta sẽ tôn trọng quý vị. Phải, Giô-suê đã được chọn. Và trong khoảnh khắc đó, lời của Chúa ngày hứa với Giô-suê đó là: Ngày hôm nay con sẽ được tôn trọng. Amen. Đừng mặc cảm về mình nữa. Đừng nghĩ là mình không có tiền bạc. Đừng nghĩ là mình nghèo khổ. Đừng nghĩ là mình không có được học tới đâu hết. Đừng nghĩ mình không có địa vị trong trần gian này. Tôi xin thưa quý vị luôn, tất cả mọi điều đó cũng cần. Nhưng mà cần hết đó là sự kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, vâng giữ lời Chúa, làm theo lời Chúa. Chắc chắn một thời điểm nào đó, Đức Chúa Trời sẽ cho quý vị được tôn trọng. Amen không ạ? Quý vị ơi, chỉ cần hết lòng yêu mến Chúa. Điều mà tôi học được Giô-suê đó là gì? Đó là vâng phục lãnh đạo, là Môi-se, một người lãnh đạo mà ông được đặt mình dưới một vị lãnh đạo đó. Và sự vâng lời của ông, sự vâng phục của ông đi theo lãnh đạo của mình. Và chính vì điều đó sự sức giàu tăng lên bội phần. Và chính điều đó để ơn chứng ông là người được tôn trọng. Xin Chúa ngài giúp đỡ cho lời Chúa buổi sáng hôm nay khích lệ chúng ta. Đó là ngày hôm nay con sẽ được tôn trọng. Ngày hôm nay con sẽ được tôn trọng. Mình có đôi lúc trong cuộc đời mình á, khi mình gặp những cái nan đề khó khăn á, giống như cái câu chuyện mà Kinh Thánh ghi lại, khi mà Giô-suê chuẩn bị tiến vào sự hứa và cái bài toán ông cần phải được giải, đó là gì? Làm sao để vượt qua sông Giô-đanh đây? Kinh Thánh ghi lại như vậy: lúc bây giờ vào mùa gặt, nước sông Giô-đanh tràn bờ, nó không phải bị khô hạn. Nhưng mà lúc bây giờ là mùa gặt và sông Giô-đanh đang được tràn bờ và nước phủ lên cả bờ luôn. Và ông phải giải quyết bài toán đó là làm sao con dẫn dân sự Chúa hơn 2 triệu người bước qua sông Giô-đanh để vào xứ đây. Quý vị ơi, hơn 2 triệu người, thầy thống kê. Tôi nghĩ không biết bao nhiêu chiếc xuồng, không biết bao nhiêu thời gian để mới thể đi qua bên đó được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã bày tỏ cho Giô-suê một lời khích lệ. Đó là: Giô-suê ơi, ngày hôm nay ta sẽ làm một việc đặc biệt. Và chính vì đó những người khác sẽ nhìn con và tôn trọng con, vì con là người được chọn. Mỗi người ngồi tại đây đều là những người được chọn trước mặt Chúa. Và mỗi người ngồi tại đây, chiều cao có thể bị khiêm tốn, học thức cũng không bằng ai, ăn nói thì không có gọi là văn chương bóng bẩy. Nhưng mà quý vị ơi, Chúa sẽ cho chúng ta được tôn trọng khi chúng ta hết lòng yêu mến phục vụ Ngài. Amen.
hãy có một cái suy nghĩ lớn hơn. Cách đây vào năm 2009, bây giờ tôi khoảng 33 tuổi. Năm đó tôi nhớ lần đầu tiên tôi đặt chân đến sân bay Houston của Mỹ. Và cái đại hội Mục sư Khánh là lần đầu tiên tôi đến dự đại hội đó. Khi tôi ở cái sân bay đó, tôi chờ người ra để sắp xếp. Tôi nhớ cái khoảnh khắc đó như in trong lòng mình. Thứ nhất, con không có bà con. Con không có người thân ở Mỹ. Con không có ai mà gọi là đặc biệt để đỡ đầu con hết. Mà Chúa là cho con đến Mỹ. Một đất nước mà đối với nhiều người ta nói là gọi là đất nước mơ ước. Đất nước mơ ước. Xứ cờ hoa gì đó. Rồi đất nước mơ ước gì đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Không phải mình được tự hào đến Mỹ. Nhưng mà mình nói một điều là Đức Chúa Trời ơi, Ngài cho con được tôn trọng khi Ngài nâng con lên. Có nhiều người bỏ tiền nhiều lắm, phỏng vấn rớt hoài à. Muốn đến Mỹ mà đến được. Mà tôi nhớ là cái lúc bây giờ là cái passport của tôi là không hề có một cái gọi là nước nào trong cái passport là đi quốc tế á. Không có cái gọi là quốc gia nào hết. Trắng luôn. Mà Chúa cho đi Mỹ. Đối với Chúa không có việc gì là khó với Chúa hết. Ngày hôm nay, quý vị ơi, ngày hôm nay mình nghèo nhưng ngày mai á, mình đổi đời. Amen không à? Đổi đời. Thì người sáng này làm chứng khích lệ lắm. Hồi đó giờ bao nhiêu năm rồi không có nhà, giờ tự nhiên có nhà. Wow. Chúa lật mình á, từ cái bàn tay giống như mình chơi cái trò chơi mà bàn tay trắng ra cái bàn tay đen á. Màu đen chăng nữa có thể là màu trắng bình thường. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời có mọi cách. Và Đức Chúa Trời có thể làm cho chúng ta được tôn trọng khi chúng ta ở trong Ngài. Sự khiêm nhượng và sự kính sợ Jehovah sẽ gia cho chúng ta thêm ngày tháng. Và lời của Chúa nói với Giô-sê, thứ nhất, muốn bước vào sứ hứa, thứ nhất, phải sao thánh hóa chính mình. Và thứ hai, Giô-sê chính là một nhân vật Đức Chúa Trời chọn lựa và mọi người đều phải nhìn người đó được tôn trọng. Chúng ta sẽ không bao giờ mua được một ai đó tôn trọng chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, họ, những người khác, họ sẽ nhìn chúng ta một cách tôn trọng. Amen. Vậy hà cớ chi chúng ta không nhờ cậy Chúa, trông cậy nơi Chúa, để Chúa cất nhắc chúng ta lên. Và điều thứ ba, tôi muốn gọi hội thánh của Chúa. Điều thứ ba tôi muốn gọi hội thánh của Chúa đó là gì? Khi vừa đặt chân xuống nước, nước bị dồn đóng và toàn dân đi qua sông như trên nước khô. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho Giô-suê một cái thông điệp đặc biệt đó là gì? Bây giờ, con hãy nói với các thầy tế lễ và chọn ra những người đại diện cho mọi chi phái. Nhưng mà hãy nhớ một điều này nha. Đó là con phải nói với họ và đặt chân họ xuống nước thì con mới thấy. Hãy chú ý cái chỗ này rất là quan trọng. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng vừa khi các thầy tế lễ khiêng ầm nhà ước, vừa đặt chân xuống nước thôi thì lập tức thế nào à? Nước từ thượng nguồn á dừng lại và dồn lại một đống. Và bắt đầu chỗ họ đứng, nước rút từ từ đổ dồn về biển, nó trở thành nước khô để họ đi qua. Vừa khi các thầy tế lễ đặt chân xuống thì nước sông từ thượng nguồn dừng lại và chỗ họ đứng lập tức trở thành như nước khô. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Khi Giô-suê nhận được thông điệp từ Chúa, đó là ngày mai. Còn hãy nói với các thầy tế lễ, đó là gì? Vẫn phải khiêng hầm giao ước. Nhưng mà đặc biệt, đó là khi mà khiêng hầm giao ước á, thì phải đặt chân xuống sông Giô-đanh và thấy điều mà Đức Chúa Trời làm.
Tôi hỏi quý vị luôn, cái điều mà chúng ta vừa được nghe nó có gọi là phi lý không? Rất là phi lý. Đặt chung nước làm gì mà nước đó nó rẽ ra, làm gì nước nó từ thượng nguồn nó dừng lại? Không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà khi mình đọc á, về Kinh Thánh á, thì mình thấy rõ một điều đó là gì? Đó là với Chúa không có gì là Chúa không làm được. Nhưng mà thay vì Chúa làm thì Chúa muốn dân sự phải làm. Nếu mà dân sự, thậm chí thầy tế lễ không đặt chân xuống nước thì mãi mãi nước sông Giô-đanh vẫn tràn bờ đê. Tại sao? Tại vì họ không đặt chân xuống. Muốn thấy phép lạ thì đức tin phải có hành động. Muốn nhận lấy phép lạ của Chúa thì chúng ta phải làm. Thì Chúa sẽ dùng phép lạ của Chúa cặp theo để làm cho vững đạo. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch của Chúa. Không phải là chúng ta ngồi đó chờ chờ miết mà không hành động. Và cờ nói là đức tin phải có hành động. Và nếu chúng ta nhận lấy mà chúng ta không làm thì mãi mãi sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Cái câu chuyện của Minh Hiền sáng nay về bài làm chứng khích lệ cho tôi và Hội Thánh rất là nhiều. Khi em bán cái miếng đất ra, tôi nói thật luôn, số tiền bán miếng đất đi mua cái nhà đã là khó rồi đó. Mà khó hơn nữa là gì? Đó là trích 1/10 số tiền từ hồi đó mua bao nhiêu, bây giờ bán bao nhiêu, trích ra số tiền đó dâng 1/10 nộp vào nhà Chúa. Đã khó lại còn khó hơn. Tôi không biết cái câu này nó có một cái câu gì rất là quen khi người ta quảng cáo không. Đã khó lại còn khó hơn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mà ngày em dâng vào nhà Chúa thì đó là cách Đức Chúa Trời bắt đầu hành động. Khi mà em bắt đầu dâng hiến cho nhà Chúa thì bắt đầu Đức Chúa Trời hành động cho em. Chúa làm mọi cách để làm thành lời hứa của Chúa Ngài dành cho em. Tất cả đều bằng gì? Bằng đức tin hết. Cho nên cái việc mà chúng ta muốn có phép lạ thì chúng ta phải bắt đầu những cái bước thang cơ bản nhất, đó là gì? Đặt chân xuống biển, đặt chân xuống nước. Nước dồn lại thành đóng. Hãy nhớ điều này. Đó là muốn qua bờ bên kia thì làm gì? Đó là gì? Đặt chân xuống nước. Tôi hỏi quý vị luôn, sông Giô-đanh này có quyền năng không? Có không? Không. Có không cô? Không. Kinh Thánh đã từng ghi lại những cái câu chuyện được xoay quanh cái câu chuyện ở tại sông Giô-đanh. Ông Nahaman, ông bị bệnh phung, và một đầy tớ gái khuyên ông hãy đến sông Giô-đanh tắm 7 lần thì ông sẽ được hết bệnh phung cùi. Ông nói ở nước tôi có rất là nhiều con sông sạch đẹp, tại sao hà cớ chi phải xuống sông Giô-đanh? Nhưng mà cuối cùng ông ưng lời và ông Kinh Thánh ghi lại ông đến sông Giô-đanh, ông tắm 7 lần. Và khi ông ngôi lên, Chúa cho ông da dẻ giống như nít mới xanh hồng hào, và Chúa phục hồi chữa lành cho nam. Cái sông Giô-đanh nó không phải là cái nơi mà chúng ta có thể chữa lành chúng ta, hoặc là chúng ta nhận lấy phép lạ đâu. Nhưng mà do cái đức tin của chúng ta, khi chúng ta đặt chân xuống sông thì lúc bây giờ phép lạ được xảy ra. Khi chúng ta vừa đặt chân xuống là phép lạ xảy ra, chứ không phải là tại sông Giô-đanh đó chúng ta nhận lấy phép lạ. Một đầy tớ của đấng tiên tri rớt cây rìu, lưỡi rìu xuống sông Giô-đanh. Họ nói với thầy ơi, bây giờ lưỡi rìu con rớt rồi, bây giờ làm sao để tìm được cái lưỡi rìu đây? Ông làm gì? Lấy cái cán thảy xuống cụp. Tự nhiên cái cán nó dâu. Hồi xưa thì làm gì có cán sắt đúng không? Lưỡi rìu là nó sắt, nó rớt xuống đất rồi, nó bằng kim loại, nó rớt nặng xuống dưới rồi. Nhưng mà khi mà cái cán để mà gắn cái lưỡi rìu á, tôi nghĩ là cán gỗ chứ không phải là cán sắt đâu. Cán gỗ thì thảy xuống nước thì vì nghĩ là nó chìm hay nó nổi. Nhưng mà vừa khi cái cán rìu thảy ra thì lập tức
cái lưỡi rìu ở đâu á, nó trồi lên để nó móc vào cái cán gỗ đó, và cuối cùng sao ạ? Cái lưỡi rìu được tháp vào cái cán rìu và trở lại như cũ. Khoa học không giải thích được điều này. Con người không giải thích được điều này. Nhưng mà với Chúa thì đều có đáp án hết. Amen. Mỗi người chúng ta đều có một cái cuộc đời. Và trong cuộc đời của chúng ta đều có những cái nan đề ở trong hoàn cảnh của ta. Và không ai dùng cái kết quả người này để giải quyết nan đề của chúng ta được đâu quý. Mà chúng ta phải tự giải quyết cái nan đề của chúng ta. Có đúng không ạ? Quý vị ơi, quý vị bế tắc trong kinh doanh, quý vị lên mạng mới học đi. Học ông này ông kia dạy đi, nhưng mà bảo đảm quý vị luôn học rồi về làm chặt lứt hết trơn, không vô được cái gì hết á. Tại vì cái điều đó đúng với ông đó chứ không đúng với mình. Có thể là cho mình thêm một cái nghị lực, thêm một cái gọi là một cái gì đó để mà có thêm một sức chiến đấu thôi. Nhưng mà cái hoàn cảnh người đó nó không có giống như chúng ta. Rồi cái cuộc đời của người này nó đúng với người này nhưng nó không đúng với cuộc đời của người kia. Tại vì Đức Chúa Trời tạo dựng nó mọi người đều không giống nhau. Amen không à? Và những năng đề đến với mọi người đều không giống nhau. Và cái cách giải quyết mọi người đều không giống nhau. Amen. Nó sẽ đúng với người này nhưng sẽ không đúng với người kia. Giống như tôi đi Mỹ, tôi Chúa cho tôi đến một cái nơi, đó là những anh em lao động ở Việt Nam đi qua bên đó để làm lao động EB3 đó, tức là nếu là lao động để có cái định cư đó. Có người thì tôi hỏi thăm, họ nói phước lắm thầy, tại vì hai vợ chồng đi qua dẫn ba đứa con luôn, cho nên họ làm ráng một năm thôi là họ tìm chỗ khác họ đi làm, họ có kế sinh nhai, tại ba đứa con đi qua đó là được nhà nước giúp đỡ, là không có đóng tiền học gì cả. Ở Việt Nam thì phải nặng gánh ba đứa con không có được gì cả, và qua đó họ nghĩ là đổi đời. Rồi tôi gặp một người khác, tôi hỏi, chị ơi, chị qua đi. Thầy ơi, tôi thất vọng toàn tập luôn. Thất tưởng, không có giống như mình mơ. Qua bên đây, không có giống như mình mơ. Và họ bị xuống tinh thần. Và có những người ở Việt Nam đang làm một vị trí rất là cao. Nhưng mà tự nhiên qua bên đó, đi vào chạy gà để làm. Và họ bị sốc. Họ bị sốc vì không giống như những gì họ suy nghĩ. Họ muốn tiếp xúc với bất kỳ ai hết. Tại vì họ có vị trí, họ có địa vị trong xã hội. Nhưng mà bây giờ qua đó giống như làm lại cuộc đời hết. Điều đó nói cho chúng ta biết rằng nó có thể đúng với người này nhưng sẽ không bao giờ đúng với người kia. Nó đúng với trường hợp người này nhưng mà sẽ không đúng với trường hợp người kia. Và đối với mỗi người, nan đề của người, đối với cuộc đời của mỗi người, nó hay đúng với người này nhưng sẽ không bao giờ đúng với người kia. Và giải pháp để trả lời cho các nan đề nó đúng với người này nhưng chưa chắc gì đúng với người kia. Nhưng mà câu chuyện kinh thánh ghi lại mà chúng ta cần đọc trong sáng hôm nay, giống như lời của Chúa dạy cho chúng ta trong sáng hôm nay, đó là gì? Chúa của chúng ta muôn đời y nguyên, lời của Chúa không đổi dời, và giải pháp của Chúa là giải pháp tuyệt vời nhất cho chính chúng ta, và Chúa sẽ bày tỏ cách tốt nhất cho chúng ta ở trong nan đề của chúng ta. Amen. Hallelujah. Khi tôi đọc tiểu sử về vua Siru ở trong Esai, một vị vua được Đức Chúa Trời chọn cách đó hơn 150 năm trước, và khi ông đến Babylon để dùng quyền Chúa giấy ông lên để giải cứu dân Israel sau 70 năm đã mãn á, thì để chiếm lấy thành Babylon, kinh thánh ghi lại đó, để thành Babylon đó được bao phủ bởi những cái chiến hào. Và xung quanh chiến hào đó bị nước dâng lên và kẻ thù không thể nào đột nhập vào Babylon được, vì được gọi là thành kiên cố. Nhưng mà Chúa giấy Siru lên á, ông làm gì biết không? Đó là ông chặn thượng nguồn, nước không đổ về những chiến hào. Và khi ngày mà Siru tiến vào Babylon để chiếm lấy cái thành đó đó, người ta thống kê lại là họ đi qua giống như trên nước khô. Và ông phải dùng sự khôn ngoan của ông để chặn thượng nguồn lại. Và trong giây phút ngắn ngủi đó, ông tiến vào thành Babylon để chiếm lấy cái thành Babylon đó. Đó là vua Siru. Nhưng mà đối với kinh thánh ở trong câu chuyện này, với cái giải pháp không phải cách đó là chặn thượng nguồn lại, nhưng mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho Giô-sê đó là bây giờ chỉ cần một đơn phải đơn giản thôi con. Con ơi, bây giờ con sẽ nói với thầy tế lễ của con, những người đang phục vụ trong đoàn của con đó, là hãy khiêng hòm nước và tới trong Giô-sê đặt chân xuống.
không cần làm gì hết, đặt chân xuống thôi. Đừng có làm chuyện vĩ đại gì, đặt chân xuống đó. Đừng có nghe ai nói cách này cách kia, nhưng mà hãy nghe lời ta, đặt chân xuống thôi. Chúa đã cho thế nào à? Sông Giô-đanh, ngay thời điểm đó, thượng nguồn đã được chặn lại. Quý vị ơi, khi chân vừa đặt xuống nước, nước sông được dừng lại và dân sự đi qua trên đất khô. Tôi không ngạc nhiên lắm khi mà tôi đã từng đi qua Ai Cập. Và đặc biệt cái đó là gì? Nó lụt sa mạc. Và tại đó nó không có sình lầy giống như ở đây. Nếu mà ở vùng quê mà nếu sông đó, là nếu kể cả rút nước thì vẫn có sình lầy. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho tôi, ở đó nó giống như đất khô. Thật sự khi mà quý vị ở trong dòng chảy của phép lạ đó, quý vị thấy Đức Chúa Trời thật là siêu nhiên. Amen không ạ? Khi quý vị ở trong cái dòng chảy mà cùng đi với Chúa, quý vị sẽ thấy Đức Chúa Trời siêu nhiên. Không có việc gì quá khó với Chúa đó. Đó là gì? Làm theo lời Chúa. Khi dân sự của Chúa, khi thầy tế lễ vừa đặt chân xuống nước, thì sông Giô-đanh dồn lại một đống và hơn 2 triệu người đi qua trên đất khô. Chỗ mà người ta nghĩ là bí lối, thì nơi đó Chúa mở ra một con đường. Amen. Chỗ mà người ta nghĩ rằng không thể, nhưng nơi đó Chúa mở ra cho quý vị một con đường. Chỗ mà dường như không thể nào bước vào sự hứa, thì nơi đó Đức Chúa Trời mở một con đường. Chỗ mà chuẩn bị để bước vào nơi sự hứa và bài toán cần giải quyết là sông Giô-đanh đó, Đức Chúa Trời ngày mở một con đường. Amen. Tại sao chúng ta không vỗ tay cảm ơn Chúa về sự tốt lành của người? Wow, Đức Chúa Trời sẽ mở cho chúng ta một con đường. Chúng ta đứng lên và chúng ta cùng nguyện. Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài. Chúng con sẽ vượt qua sông Giô-đanh. Chúng con sẽ kinh nghiệm phép lạ của Chúa đặc biệt. Khi mà sông Giô-đanh là điều mà chúng con cần phải giải quyết. Thì thông điệp buổi sáng nay lời Chúa Ngài dạy chúng con đó là gì? Chúng con cần phải thánh hóa chính mình. Và chúng con biết rằng chúng con được chọn để chúng con được tôn trọng. Và những cái gì chúng con đã đối diện thực tế trong cái nơi mà chúng con đang gặp phải, thì Đức Chúa Trời sẽ mở cho chúng con một con đường. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.